Thì sản phẩm này là bản thân cũng đã xài khoảng hơn 2 năm nay thì thấy hiệu quả rất là cao, tầm khoảng 1.000 khối nước thì thấy ốc hến nó đã chết hết. Sản phẩm Chanel này thì bản thân tôi là người nuôi thì xài cũng rất là hài lòng, rẻ hơn những công ty khác. AEC, chất lượng tạo niềm tin. Thì tôi là Nguyễn Văn Sang, là thành viên của hợp tác xã Hưng Phú, đóng trên địa bàn huyện Cù Lao Dung của tỉnh Sóc Trăng. Thì vừa qua là cũng có xài rất là nhiều sản phẩm của công ty Âu Mỹ. Ở bên cạnh tôi là có sản phẩm Chanel của công ty Âu Mỹ. Thì công dụng của sản phẩm này là diệt được ốc hến trong quá trình cải tạo ao và nuôi và trong quá trình nuôi. Thì sản phẩm này là bản thân cũng đã xài khoảng hơn 2 năm nay thì thấy hiệu quả rất là cao, đặc biệt là đầu vụ mà sau khi lấy nước vào để chuẩn bị xuống giống á, thì đánh một gói này cho khoảng 5 đến 700 khối nước theo hướng dẫn của nhà sản xuất. Thì trong cái vụ nuôi đó thì không có thấy ốc hến xuất hiện trong ao nuôi, và có một số ao mà sau khi do xử lý ban đầu chưa có triệt để thì nuôi đến khoảng 30-40 ngày á, thì nó đã có sanh ra những ốc hến rất là nhiều trong quá trình mà nuôi. Thì tôi cũng đã từng sử dụng trong lúc có tôm nuôi là đánh một bịch một gói 200 g này cho khoảng 1.000 khối nước thì ốc hến là cũng đã được diệt triệt để, và sau thời gian đó khoảng 2 ngày thì tôm quay trở lại ăn trở lại bình thường, không còn ăn những con ốc hết nữa. Đối với sau khi mà chúng ta thả tôm mà mật độ tôm tầm khoảng 20 mấy ngày thì chúng ta hãy nên diệt này, tại lúc đó con tôm cũng hơi lớn, cái đề kháng tôm nó cũng đã có, là quá trình đó thì tôm nó mới ăn nhiều những con ốc hến. Mà chúng ta thấy dở thâm nhá thì thấy nó có tha vô rất là nhiều những con hến đó, thì chúng ta cho đánh vào lúc 6 giờ chiều và đêm đó chúng ta chạy quạt xuyên suốt là trong đêm đó, và ngày hôm sau á, thì cần thiết á, là chúng ta sẽ cắt một cử ăn sáng và chúng ta thay vào chúng ta quýnh những cái dòng vệ sinh xử lý đáy, chúng ta quýnh liều cho nặng xuống. Thì thường đây là xài những dòng vệ sinh xử lý đáy á, kết hợp với gieo hạt, chúng ta gắt xuống cho thật là nặng để nó tiêu hủy những cái con mà hến với ốc mà đã chết. Thì cần thiết nếu mà số lượng ốc hến trong ao nhiều quá thì chúng ta lọc lại ngày thứ hai, tiếp tục chúng ta sử dụng vi sinh tẩy đáy cho sạch đáy. Đó, rồi sau đó chúng ta bổ sung cái men đường ruột vào con tôm, liều lượng nó hơi cao hơn lúc chúng ta ăn bình thường, tầm khoảng 15 đến 20 mg cho một ký thức ăn. Trong vòng 2 ngày là tôm quay trở lại ăn bình thường. Nói sản phẩm này thì cũng sử dụng nhiều lần mà thấy về cái pH với cái những cái độ mặn trong ao nuôi thì thấy nó cũng không có ảnh hưởng gì nhiều. Nói chung đánh cái liều đó thì tầm khoảng có tôm quýnh khoảng hơn tầm khoảng 1.000 khối nước thì thấy ốc hến nó đã chết hết. Thì qua quá trình sử dụng cũng sử dụng nhiều lần và nhiều ao thì thấy nó cũng không ảnh hưởng gì so với cái độ mặn cao hay thấp hoặc là pH cao hay thấp. Thì cũng sử dụng nhiều ao thì cũng có ao nó sẽ chênh lệch khác nhau nhưng mà thấy hiệu quả nó cũng đều như nhau. Đối với ao mà diệt cái ốc hến này thì thông thường đó là bản thân tôi nuôi sử dụng đó thì chỉ cắt một cử sáng thôi, là cái cử sáng đó mình thay vào mình đánh vi sinh tẩy đáy cho nó nặng chút, nó là cần thiết thì lặp lại ngày hôm sau. Thì thông thường thì nếu những dòng vi sinh mà gọi là thương hiệu đó, thì đánh một gói cho khoảng 2.000 khối nước đó, và chúng ta có thể ủ và chúng ta gắp lên gieo hạt để cho nó thấm vô, chúng ta đưa mượn cái chất gieo đó chúng ta đưa xuống đáy để cho nó tẩy sạch cái nền đáy là được rồi. Tính tới sản phẩm Chanel này thì bản thân tôi là người nuôi thì xài cũng rất là hài lòng. Thứ nhất là cái giá cả thì nó cũng tương đối hợp lý so với một số dòng khác mà để dành việc ốc hến trong quá trình nuôi. Thì những thằng khác thì sản phẩm khác có trên thị trường thì cái giá nó rất là cao. So với sản phẩm Chanel của công ty Âu Mỹ thì cái giá nó tương đối rẻ hơn, khoảng 200 ngàn một sản phẩm, rẻ hơn những công ty khác nhưng mà cái hiệu quả xài tôi thấy nó cũng tương đương. Đó, sản phẩm này thì tôi xài thấy hiệu quả cao rồi, tôi cũng giới thiệu cho anh em bà con bạn bè, đặc biệt là những cái hộ nuôi lân cận á, thì người ta cũng đã biết đến và người ta cũng đã xài nhiều.
đối với sản phẩm Chanel này. AEC, chất lượng tạo niềm tin.